Tại sao Việt Hương sửa mũi 5 triệu? Cao quá trời cao mà tôi sửa mũi 5 triệu thấp tè vậy? Việt Hương sửa mũi 5 triệu cao, tôi nói cho bà nghe, tôi quên, hôm bữa đó tôi đang ăn sáng mà bây giờ bà hối tôi bóc lộn một xương trong hủ tiếu, tôi độn vô lỗ mũi bả cho nên nó cao vậy đó. Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng hai. Trời ơi, xương chó đây sao? Trời ơi, tất cả rất là nhiều người tới đây cúng bái phúng viếng con ngựa, con người đem chôn luôn. Rồi hôm nay cái mặt tôi phẫu thuật bằng xương luôn, trời mà ơi. Xí quách, xí quách ba cái đồ xương bò xương heo nấu canh. Không có ai mà em á, là thuộc ngày xưa có một cái thí sinh nó gọi là hộ nghèo bền vững, em là dung nhan bền vững nha. Em là theo thời gian sông có chảy đá có mòn, cái mặt em vẫn còn trơ trơ nha. Dễ thương đó, cái mặt nó mặt trơ trơ cùng Tuế Nguyệt đó. Trung ơi, chị rất ấn tượng với em ở mùa 1. Không phải chị không, mà chị nghĩ là khán giả của chị lẫn khán giả của chương trình này, khi nhắc tới cái nhan sắc của Việt Hương đều đem em ra để so sánh. Cho nên thứ nhất là yêu thích, thứ hai là ôm hận trong lòng, phải không? Từ ngày có em tới giờ, hai chị em mình như Thúy Vân, Thúy Kiều đó, đi đâu cũng nói là muốn make up cho Thành, muốn hóa trang cho Thành. Việt Hương là cứ đem cái mặt của em ra làm nhục chị nha. Em ơi, mà ai là cái người mà tư vấn phối đồ cho em đẹp quá không? Em có cái óc sáng tạo về phối đồ nó đẳng cấp lắm em ạ. Anh lên Google anh search ba chữ Lý Nhã Kỳ là nó ra liền. Cái thời trang của em là thời trang tích cực, thời trang nhân văn, nhìn vào nó có kèm luôn niềm vui đúng không? Đó, đúng không? Tuyệt vời. Em kỳ lắm chú ơi. Nó ghê quá, nó ghê. Em là một cái loại mà không phải con người ta. Một cái thứ có thể bỏ vô xong mình bán vé mình xem em được. Em lạ lắm chung, chị cưng em quá. Dạ thì sau khi mùa 1 thì em cũng cảm ơn hai anh chị đã tạo điều kiện và cười cũng như là cho em được bước tiếp trong những cái vòng 1, 2, 3 đó để mà em đạt được vòng 4, để mà nhiều người nhớ đến em hơn. Và cũng từ sau cuộc thi Thách Thức Danh Hài thì khán giả của em nhiều hơn, và em đi đến tỉnh nào thì mọi người cũng biết, phát hiện ra và kêu thí sinh của Thách Thức Danh Hài kìa, có người thì nói nha em gái của Việt Hương kìa, có người thì nói là bạn gái của Trấn Thành kìa. Và cũng nhắc tới đây thì quay trở lại lần này thì em không có tự tin nhiều bằng cái lần trước. Tại vì không biết lần này là anh Thành anh có chiếu cố em không, khi mà em đã chia tay với anh để quen với anh Huy rồi. Sai, sai nè. Đáng lẽ nói câu đó sau khi nhận 150 triệu nha. Còn bây giờ nói trước nè, giờ tôi sắc nè, tôi sắc Ngọc Khang nè. Bảy giám khảo nằm đây chứ không phải nằm trên, ở trên là một cái chỗ linh thiêng để trên thôi nha. Cái câu đó nói sao được mà cưng, bây giờ phải không, chặt tôi phải không, chảnh sắc nó được. Bây giờ mời em bước vào vòng 1. 60 giây bắt đầu. Ở đâu ra? Ở đâu ra? Hình ảnh này. Ở đâu ra cái tiếng khóc khủng khiếp như vậy? Em lòng tiếng em khóc quá hả? Thấy ghê quá. Em phải người ta. Nít quỷ, nít ma gì khóc thấy ghê. Cái tiếng khóc đó là cái tiếng khóc của miền âm nó vọng về. Em hiểu không? Đầu lo chứ. Ủa? Sao tự nhiên mấy cái mùa 1 làm hay quá. Rồi cái mùa này cái gì ca qua hết nửa giờ của người ta, tôi lo quá trời. Tôi chết rồi. Sao nó làm vậy? Trời ơi, có mánh hết. Lừa lọc, dễ sợ thiệt. Thoát được vòng 1, bước lên vòng 2 đi chung. Chung.
60 giây vòng 2 bắt đầu. Bác sĩ ơi, cho hỏi thăm ở đây hút mỡ bụng giá bao nhiêu vậy bác sĩ? Ở đây tôi hút mỡ bụng giá 30 triệu. Trời, bên kia hút mỡ bụng có 10 triệu mà ông làm gì tới 30 triệu như vậy? Tôi cũng làm bằng giá thị trường, lấy có 10 triệu rồi 20 triệu kia là tiền treo giải thưởng. Treo giải thưởng là sao? Cô mà may mắn sống sót như mấy bệnh nhân kia thì tôi mới được xài 20 triệu đó. Còn lỡ mà cô đi theo mấy bệnh nhân khác thì tôi lấy 20 triệu đó tôi bồi thường cho ba má cô chứ tôi có ăn giỏng gì đâu. Bệnh nhân chết nhiều tới mức độ mà bà khách hàng ở đây nè, bà còn nói với tôi thôi đi vô thi thách thức danh hài đi lấy tiền về mà bồi thường cho bệnh nhân. Diệt Hương nó nhớ không? À, tôi nhắc tới vụ Diệt Hương tôi mới nhớ. Tại sao Diệt Hương sửa mũi 5 triệu? Cao quá trời cao mà tôi sửa mũi 5 triệu thấp tè vậy. Diệt Hương sửa mũi 5 triệu cao tôi nói cho bà nghe. Tôi quên, hôm bữa đó tôi đang ăn sáng mà bây giờ bà hối tôi bóc lộn cục xương trong hủ tiếu tôi độn vô lỗ mũi bả cho nên nó cao vậy đó. Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng. Trời ơi, xương chó đây sao? Trời ơi, tất cả rất là nhiều người tới đây cúng bái phúng viếng có ngựa cơ người đem chôn luôn. Rồi hôm nay cái mặt tôi phẫu thuật bằng xương luôn trời mà ơi. Mà xí quách. Xí quách, ba cái đầu xương bò, xương heo nấu canh. Em, cái động lực nào, cái đầu óc nào mà em nghĩ được cái chuyện đi ăn hủ tiếu mà để dành cục xương vô làm mũi cho người ta? Khủng khiếp quá. Bạn làm cho tôi cảm thấy thích thú khi bạn có những cái bất ngờ mà hài kịch lúc nào cũng cần cái yếu tố đó. Thông minh, quá thông minh. Ngày mai bạn ra đường bạn nên treo trước ngực bạn một cái bảng mà ghi 4 chữ động vật nguy hiểm nha. Tại vì bạn cực kỳ nguy hiểm. Ai mà tiếp xúc với bạn không quá 24 tiếng đồng hồ, người đó sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp. Chắc chắn là như vậy nha. Dạ, bước vào vòng 3 đi Mai. Rồi, sẵn sàng chị Chung ha. Dạ rồi. Dạ rồi, 60 giây bắt đầu. Ta sẽ ban cho nàng trăm cây gấm dốc, muôn dạng muôn lạng vàng rồng, chỉ với một điều kiện nhỏ mọn thôi. Nàng có thể nào nhường Trấn Thành lại cho ta không? Hả? Vậy vậy là tôi bán chồng tôi sao? Có nhiêu đó cũng quên nữa. Vậy là tôi bán chồng tôi sao nếu tôi không bằng lòng? Nếu nàng không bằng lòng thì nàng phải chết. Không, dựa vào xe và cái giữa vào sang và cái chết, ta nên chọn cái chết để chung thủy với chồng ta. Giữa vào sang và cái chết, ta chọn cái chết để chung thủy với chồng ta. Ta à. Tại sao nàng đi diễn mà nàng không cạo râu? Có đâu, cái này là tác dụng phụ của thuốc ngừa thai. Trời ơi, giờ trả lời trả treo dễ sợ luôn đấy. Ta xin tự giới thiệu với nàng, nàng có biết đây là gì không? Chiếc dép Lào. Ngọc Ấn Tỷ Phù, có nhiều đó chắc cũng quên nữa. Làm lại nè, nàng có biết đây là gì không? Ngọc Ấn Tỷ Phù. Chiếc dép, ngu ở đây ai cũng biết chiếc dép. Trời ơi, cái gì mà quá trời đánh vậy? Đã vượt qua vòng 3. Trời ơi, thông minh. Thông minh. Chưa thấy một cái bà nào mà bà xéo xác mà bà ác nghiệt nói cái gì cũng không đúng như mẹ hết. Trời ơi, thông minh quá. Em lật vấn đề rất là tinh tế. Dễ thương, chịu không? Chị thì chị nghĩ là em là có sự biến hóa. Chị nghĩ nếu như mà em mà diễn một cái sân khấu ở ngoài, chỉ cần ai mà vô tình ăn không ở rỗi, chỉ cần chọt lên một câu thôi là chết với em. Tôi nghĩ bạn là người nhạy bén trong cái biểu diễn của bạn. Tại vì chưa chắc là bạn này đã nói như vậy. Bạn lật đi rồi bạn trả lại. Nói chung nhờ cái bạn Hùng xuất hiện, đánh quá mà vượt qua được vòng 3 của chúng tôi. Còn tuần nữa không? Làm thêm cái này đi. Làm cái nữa đi. Vòng 4 đi. Rồi, thời gian 60 giây cho vòng 4 bắt đầu. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Alo. Chị ơi, chị cho em hỏi, từ đây tới Tết nhà em có bị cúp điện không vậy chị? Dạ thưa quý khách, nguyên cả thành phố không cúp điện quý khách à. Riêng cúp một mình nhà bà nội. Trời ơi là trời, nghĩ sao 3 giờ rưỡi sáng mà không ngủ đi má. Rảnh nhưng mà rảnh dữ chứ trời. Chị Diệt Hương, chị xúi em. Chị Diệt Hương xúi em á chị. Chị Diệt Hương xúi đó chị. Hết thời gian rồi. Trung ơi, cái ý của bạn rất là thông minh. Có nghĩa là bạn gọi điện thoại
cho rất là nhiều. Ai cũng tưởng bạn gọi cho một cái người chồng, thấy không? Người vợ gọi cho người chồng. Và tự nhiên cuối cùng hỏi chuyện lãng nhách, em có cúp điện không? Bà tổng đài viên chửi cúp đúng cái nhà của bà rảnh quá 3 ngày đêm bà gọi. Nó một cái ý rất là thông minh. Thế tại sao lại bị bóp méo cái tiếng nó đi làm gì, không ai nghe được cái gì hết, uổng quá. Dạ thì hôm nay em đến đây là cũng mục đích là để vui là chính, mà đến để biểu diễn hết mình của mình, với lại đến để cho được gặp lại mọi người, được gặp lại chị Hương với anh Thành, và cũng để cho một số khán giả cũng vừa yêu thích mình cũng được gặp lại Mai trên sân khấu. Thì em không có buồn khi mà không nhận được giải, chỉ muốn nói với mọi người là hôm nay cũng vì cái sự cố mà Mai làm không được tốt lắm, cho nên là bỏ qua cho, và xin hẹn gặp lại vào nhiều dịp khác nữa. Tôi nói thật với bạn á, là chúng tôi đặc biệt ưu ái dành cái tình cảm cho bạn là bởi vì á, trong cái cốt cách của bạn á, nó luôn luôn có cái sự khiêm tốn ha. Người diễn viên hài luôn luôn là cái người mang cái bề nổi ra mà. Nhưng mà bạn diễn cái gì vậy, bạn rất là khiêm tốn và bạn rất là bình tĩnh. Và đó là một trong những cái điều mà chúng tôi rất là quý với bạn. Và hy vọng bạn sẽ luôn luôn theo đuổi cái công việc này, và càng ngày càng nổi tiếng nhiều hơn nữa. Và bạn là một trong những cái yếu tố, theo tôi nghĩ, là thành công sau Thách Thức Danh Hạnh. Cảm ơn anh.